chào các bạn. Hôm nay cá nhân mình xin hướng dẫn một bài hát có tên là Cơn Mưa Tháng Năm của ban nhạc Bức Tường do anh Trần Lập hát và anh đệm đàn guitar là anh Trần Tuấn Hùng. Bài Cơn Mưa Tháng Năm là một bài hát được viết trên giọng mi. Nhưng ở đây thì trong cái video clip của anh Tuấn Hùng chơi ấy, thì chúng ta sẽ thấy anh ấy chơi tất cả các âm đều là âm mở. Hợp mở là gì? Trên guitar chúng ta sẽ chia làm hai loại, nó hợp âm chặn và hợp mở. Hợp mở là những hợp âm mà chúng ta không bấm hết tất cả 6 dây, mà chúng ta sẽ có để một vài dây nào đó được buông ra, không được bấm. Ví dụ như đây ta có mi trưởng. Đó, bấm như thế này và chúng ta thấy có hai dây phía dưới được mở ra, đây gọi là mở. Hoặc là đô thăng thứ, đây đô thăng thứ chặn thì chúng ta sẽ bấm đầy đủ như thế này. Đây là đô thăng thứ chặn, tức là 6 dây bị chặn. Tuy nhiên đô thăng thứ mở thì chúng ta sẽ vòng ra để phía dưới của hai một dây phía dưới này nó không được chặn thì ta gọi đến là hợp âm mở. Thì âm mở ấy, nó có những cái hiệu ứng rất là hay trong chơi nhạc guitar, vì thế mà các bạn hãy tập sử dụng hợp âm mở này. Thì ở đây thì mình sẽ đi vào bài luôn. Trước hết các bạn cần phải phân biệt một chút là những bài hát của nhạc rock thì người ta hay thường chỉnh cái tông đàn không phải là cái tông chuẩn mi nào rê son si mi như chúng ta vẫn nghe, mà người ta sẽ thường chỉnh trầm xuống một nửa cung. Như vậy là mi này sẽ thành mi giáng chứ không phải mi thường. Cái la này cũng vậy, thành la giáng. Tất cả các dây rê này cũng thành rê giáng, son giáng, si giáng và mi giáng hết. Đấy, thì bạn phải chỉnh đúng dây trầm xuống một nửa cung như thế thì mới đánh đúng theo bản gốc của anh Tuấn Hùng. Tuy nhiên nếu mà các bạn để nguyên si thì bạn có thể vẫn hát được, chả sao cả. Nhưng mà khi bạn khớp với cái video clip mà tôi đang hướng dẫn các bạn như thế này ấy, chắc chắn sẽ bị lệch. Vì vậy để cho nó cùng khớp và nó dễ thì các bạn cũng cùng chỉnh cái đàn của chúng ta xuống một nửa tông. Được chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài. Bài Cơn Mưa Tháng Năm ấy thì có những hợp âm mở như sau. Hợp âm thứ nhất là mi trưởng. Nhưng anh Tuấn Hùng anh dùng mi trưởng ở đây. Chúng ta nhớ đây là rê này. Đấy, tăng lên một cung thì được rê mi, đúng không? Nhưng mà hãy bỏ cái dây dưới cùng này ra, vậy ta sẽ có hình ảnh của mi mở. Đó. Hợp thứ hai là hợp si. Đấy, si trưởng bình thường ta bấm thế này. Hoặc bấm thế này. Đấy là si chặn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có thể mở nó ra bằng cách là không bấm các dây, chỉ bấm có dây tía về tọa độ của nó, mình có ghi kèm theo trong video, các bạn cứ theo thế mà làm. Tóm lại là người ta sẽ mở một cái dây, một hai dây phía trên ra. Ví dụ ở đây người ta mở như này, người ta sẽ có hình ảnh là si mở. Đó. Tiếp theo thì đến hợp âm đô thăng thứ mở. Đó, đô thăng thứ mở như vậy chúng ta nghe ở đây thì ta có thể đô thăng thứ mở kiểu này. Và tiếp theo có hợp âm la sút 2, bình thường la trưởng, bỏ ngón nhẫn đi, ta có, đây là la sút 2. Trong bài thì anh ấy có sử dụng đến hợp âm pha thăng chặn đàng hoàng, đầy đủ. Đó. Và đoạn ở giữa, để tạo nên cái độ hùng hồn của bài hát, mà theo mình đoạn này rất hay. Đấy, anh ấy dùng mi trưởng, la trưởng, la sút 2, mi trưởng, rồi mi sút 4. Rồi, mi sút 4 là thế nào? Mi sút 4 gần giống như là la trưởng, cũng có 3 ngón tay như thế này. Đó. Tuy nhiên là chúng ta sẽ dịch 3 ngón tay mỗi ngón lên một trên một dây đàn. Đó, như thế này ta gọi là mi sút 4. Được chưa? Vậy thì đã xong khoản hợp âm của bài hát. Vấn đề tiếp theo của bài hát này là nhịp. Nhịp của bài hát là nhịp 4/4. Nhịp 4/4 thì về bản chất chúng ta sẽ đánh 8 cái. 8 cái, khẩy ra 8 cái. Ví dụ như ta sẽ có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhưng mà để cho đúng giống như của anh Tuấn Hùng, nói chung thì chúng ta không đánh quá giống được đâu. Chúng ta hãy cố gắng sau gảy ra được 8 cái là được. Ví dụ như mình gảy thế này. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cứ thế. Còn các bạn tự nghĩ ra cách gảy làm sao ra được 8 nhát đánh là được. Đó, ta hình dung nôm na đơn giản thế thôi, anh nhịp 4/4 như vậy. Phần giữa của cái bài này còn có đoạn rất hay, đó là quạt. Quạt thì ở đây là quạt quạt
theo kiểu rock, chúng ta có thể qua thế này, phần hùng hồn của anh ấy sẽ này. Ngoài ra để cho tăng tính rock bốc thì người ta sẽ đánh như sau. Đấy, đại khái thế, có rất nhiều cách. Nói chung bạn nghe kỹ vào trong cái video đấy thì sẽ làm được. Ở đây mình chỉ hướng theo hướng chủ yếu đi vào hợp âm thôi. Còn cách đánh thì các bạn hãy tự nghe nhé. Bây giờ chúng ta thử đi vào bài chính thức cùng với anh Tuấn Hùng và anh Trần Lập. Ở đây mình sẽ lấy video giới thiệu trong clip này là video được biểu diễn ở quán Polygon do một tác giả, một bạn quay ở đây là Vilo Vola, bạn ấy quay. Được chưa? Xin mời các bạn cùng nghe nhé. Thank you.
Như vậy thì vừa rồi là mình đã hướng dẫn toàn bài chơi. Tất nhiên là có thể không kỹ phần phần quạt, bởi vì trong khuôn khổ hướng dẫn một bài cụ thể thì chúng ta không thể nào chỉ chơi ăn ăn không một bài mà nó không có cái kiến thức nền tảng. Các bạn cần phải có một kiến thức nền tảng. Ví dụ như để quạt cho nó chuẩn thì các bạn hãy học lại cái bài quạt trả mà mình có hướng dẫn ở trong một cái video riêng, có bài là ghi tập học hoặc quạt trả tổng quan, thì có lẽ như thế sẽ tốt hơn là cái việc các bạn cứ học từng bài cụ thể như thế này. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cụ thể về cái hợp âm bấm ở trong bài này thôi, còn cái cách đánh cái tỉa cộng với quạt trả và làm sao cho nó giống như của anh Tuấn Hùng thì các bạn hãy nghiên cứu thêm và xem thêm trong video đó là bắt chước theo. Được chưa? Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.